Tôi hiểu rồi, tôi tiếp tục quan trọng người những cái bài viết liên quan đến cái chính trị ở với nước Mỹ nha. Và tôi sẽ quay cái bài này là một tin tức hàng ngày, và đây là tin tức liên quan đến cái ông Trump. Ok, ông Trump bị cáo buộc kích động bạo lực. Mr. Trump was accused of inciting violence. Mr. Trump, ông Trump bị cáo buộc là accused kích động bạo lực, violent inciting. Okay. Former US President Donald Trump is facing accusation, đang đối mặt với cáo buộc từ nhiều bên. Cáo buộc accusation. Ok, từ accuse là động từ, thêm ed, vua accuse là bị cáo buộc. Ok, còn accusation là danh từ, đối mặt với các cáo buộc từ nhiều bên, from many sides. Từ nhiều bên là from many sides. Ok, cho rằng ông có hành vi phát ngôn và mang tính bạo lực nguy hiểm. That he commit. Ông có hành vi he commit dangerous violent behavior and statement. Những cái từ này cũng rất là khó đấy. Commit dangerous, commit commit dangerous violent behavior and statement. Ông Michael Tyler, Mr. Michael Tyler, giám đốc truyền thông cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Communication Director for US President Joe Biden's re-election campaign. Yesterday, accused. Hôm qua tố cáo ông Donald Trump kích động bạo lực chính trị. Yesterday, accused Mr. Donald Trump of inciting political violence. Theo Reuters, according to Reuters, cáo buộc liên quan việc ông Trump chia sẻ lên mạng xã hội một đoạn video quay chiếc xe bán tải có dáng hình Joe Biden bị trói tay trói chân ở sau xe với nhiều lá cờ ủng hộ ông Trump. The allegation related to Mr. Trump sharing on social network a video of a pickup truck with a picture of Mr. Biden tie and hand and foot on the back in the back of the car with many flags supporting Mr. Trump. Chiến dịch tranh cử của ông ta chỉ xoay quanh việc báo thù quả báo. His campaign is all about revenge and retribution. Bạo lực chính trị đã và đang tiếp tục làm trung tâm trong thương hiệu chính trị của Donald Trump, ông Tyler nói. Political violence has been and continue to be central to Donald Trump's political brand, Mr. Biden said. Ok, xin cảm ơn mọi người.